Đầu tư tiền vào đâu, kết quả đảm bảo tốt? Theo các bạn, có phải giai đoạn này chúng ta nên xả tiền tài để cứu giúp đồng bào và đóng góp cộng đồng là một lựa chọn trí tuệ của chúng ta? Thế chúng ta cùng nghiên cứu nhé. Chào các bạn, nhiều người trong chúng ta đã biết về nhân cộng duyên thành kết quả, và chúng ta cùng áp dụng gieo nhân tiền vào những mục đích tốt đẹp và chăm sóc thật tốt để ra những quả tiền thơm ngon chín mọng nhé các bạn. Chúc phúc lành tới cộng đồng, gia đình và tất cả chúng ta. Chúng ta cùng nhau áp dụng giáo lý của Đức Phật vào quản trị doanh nghiệp và đời sống nhé các bạn. Sách Năng Đoạn Kim Cương trang 110 có chia sẻ bí kíp để kinh doanh thành công và phát đạt về tài chính. Hãy gieo những dấu ấn này trong tiềm thức của bạn bằng cách duy trì sự hào phóng để sống ở trong một thế giới hạnh phúc. Hãy gieo những dấu ấn này trong tiềm thức của bạn bằng cách duy trì lối sống có đạo đức, và để có nhiều bí kíp giúp cho có một cuộc sống thành công toàn diện, hạnh phúc đâm đầy và đem lại giá trị cho chính mình, gia đình và cộng đồng, thì chúng ta cùng nhau đọc toàn bộ sách Năng Đoạn Kim Cương nhé các bạn. Sức mạnh kiến thức chia sẻ điều thiện bạn làm, sự tử tế bạn trao đi, tình yêu và thiện ý bạn bày tỏ, tất cả được bội nhân và qua nhiều con đường tìm về với bạn. Thế nên chúng ta cùng nhau thực hành hào phóng nhé.